Với chủ đề năm 2021 là năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, thành phố Đà Nẵng đề ra 11 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để thực hiện tốt chủ đề của năm lấy lại đà tăng trưởng cho thành phố, trong đó đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố còn 1,04%. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ước tính đến cuối năm 2020, thành phố cơ bản đạt và vừa kế hoạch các chỉ tiêu trong đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 từ chỉ tiêu về vốn, y tế, giáo dục, chính sách bảo trợ xã hội đảm bảo 100% người nghèo, hộ nghèo được tiếp cận. Trong đó, dấu ấn đặc biệt đáng kể nhất là chính sách về nhà ở vượt 109,17%. 99,1% hộ nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã thoát nghèo. 100% con hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ cần nghèo tiếp cận được chính sách ưu đãi giáo dục về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 100% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn được hỗ trợ vay vốn. Hầu hết hộ nghèo đều được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.